im lặng không ai biết gì đâu. Không ai nói gì đâu chị Mai. À. Tiệm bạn định chốt rồi đấy, tiệm bạn định chốt tiệm mình ở đây. Tiệm bạn vác từng tủ vô định chốt tiệm mình 3-1 rồi đây. Kịch bản đấy đẹp nhưng nó không xảy ra nhá. Hurricane rồi. Tùng bỏng, bà gõ Google. Kệ đi, kệ đi. Kệ đi, im lặng đi, không ai nói gì đâu. Kệ đi, im lặng đi. Check. Phi không áo, phải lo đấy. Được rồi, ổn rồi. Mình không nói gì. Wow, biết rồi mà. Chị Mai giải có mấy nghìn đô quá. Ờ, anh em có quan trọng rồi đâu chị Mai. Giải có mấy nghìn đô quá. Hello anh. Quan trọng gì, đánh vui là chính thôi. Tại vì trận này thẳng thì trận 6 vít lại thì cũng sai. Cái này chị Mai quảng bá cho skin Van Hên Van Hên này skin Khánh Mai Lâm, đá lại đi anh. Chị cũng không biết. Mai ơi, Van Hên siêu Việt à? Skin đấy nó siêu Việt. Chúng đấy à, mấy cả Van Hên siêu Việt. Van Hên này, skin SS đầu tiên của Van Hên. À, SS đầu tiên tối thượng, vũ khí tối thượng. Ờ, đúng rồi. Đấy, chị Mai quảng bá skin cổ. Mỹ Phi ơi, tha anh cái Phi ơi. Gõ lúa tha anh cái Phi ơi. Em cầm bắt em không sợ đâu. Chim ạ, có đi ăn thế. Có đấy mà chim vàng được rồi đó, Hồng Kông là đắp mộ rồi đấy. Ơ, có tóc anh em ơi. Có tóc bắt thằng... Không nói là không sao đâu. Không mà bắt man này, nghe quen. Đây rồi, có mạng của Phi rồi, Văn Thiệu, hello anh. Cẩn thận bắt man đang kề đây anh ơi. Đấy. Má, đi chết ngược á. Bắt ma đang kè đấy nhá. Đi đâu đây anh ơi? Trời ơi. Đi đâu đây? Đi toang à. Follow. Đi toang à. Làm gì mà đi sớm đấy, kinh công rồng chưa ra mà bật chục cuối sớm đấy anh ơi. Bình tĩnh thôi. Sao em? Hành Nhi, ngào đét. Ai mà ừ nhá, về nhá, về nhá. Bảo vệ thế à, anh em đi qua ơi. Ở bố tôi cẩn thận nó chửi Bình ơi. Ok. Con ngộ không này đầu game nó chết 4 năm mạng nó vẫn thế rồi à. Lật. Kệ đi. Quá đông đi. Ừng Đức Ánh thì anh. Cướp được đấy, cướp được đấy, bốc cái là chân bút tơ luôn đấy. Đánh luôn em bốc này, đánh ngang. Đánh luôn. Đi nó không bút tơ cái này. Gặp các cụ rồi. Cầm cái con không. Ba đâm này thì em bạn phải đánh Grack là... với càn này cái tiêm mình chứ không biết có tướng chứ. Thế thì đi ra chỉ được hút rồi đấy. Có khi nào Grack Hồng Kông xuống cắm sổ đỏ em không nhỉ? Hiểu tài, Phi đánh cao lắm. MP40 sấy đi anh Bình. Ok. Văn Điều khỏe quá gì mà. Phi đi chặn lính này. Xuống đây đi Hoàng ơi. Phi bảo một Phi ăn cơm này Hoàng ơi. Hoàng ơi cho Phi xin tô cơm đi Hoàng ơi. Kêu đi ông ơi. Xô này. Đánh luôn nhá. Thắng tặng 500 sao. Có thằng SP luôn đấy, bay đi. Bay luôn. SP nó cũng yếu mà. Được. Vào luôn đi. Chạy đi. Win rồi đấy. Từ em ơi, anh hết chiêu. Đủ đồ rồi đấy, mình đủ đồ rồi đấy nhá. Win rồi đấy. Rồi anh cũng máu đi. May là máu gì? Rồi đấy. Được không? Phải đi. Ao nhây. Không sao. Hay rồi. Thế là hay rồi. Tham rồi đi. Có cố gắng rồi để em làm việc. Chia xin lại con bùa đẹp. Chắc cốp quá. Trương Hoàng Quân chưa xóa game à? Có giải như mày ơi. Tìm nó sẽ bot đấy. À tìm nó kìa. Tìm bắt rồi. Con Phi nó về xuống đây. Được thằng Danh mình đỡ được cần ai đấy. Hay quá nhờ. Lại thắng à? Lại win à? Đừng mà. Người đớ, lật rồi. Win rồi, có thua đâu mà lật đấy anh em ơi. Đang ép vãi nhò này. Có mic là dễ đánh hơn đấy nên. Về đi. Đấy, em có mic, em đánh được. Anh hết vào nhá. Thì ra là vậy. Ra nãy giờ chỉ Mai chỉnh lòng mọi người thôi. Chỉ Mai mới còn bạn em. Bay luôn Hoàng ơi. Hoàng ơi, bay luôn Hoàng ơi. Phi nó thích cân đôi lắm. Cho Phi nó test đôi. Đôi ông Bình lên. Đôi. Hoàng tặng Phi tô cơm đi Hoàng. Cho Phi nó xin tô cơm đi Hoàng. Chip lên luôn.
Ôi lên trên, lên trên. Ok 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 ok, game dễ nhà Hàn sợ Na đi rồi. Dạ bye bye Hàn nhá. Bình chơi phai phai đi Bình. Bye bye Hàn nhá. Hàn sợ Na anh em của Minh Tiến. Thằng Booster ra lâm chỗ này, thằng Booster ra lâm chỗ này. Đi rồi, lâm rồi. 12 tiếng 3 anh em. Game phải 12 tiếng 3. Cầm con ta đứng này, nó thấy giống như là nó phải bỏng đít luôn rồi. Nguyên thang quốc thang. Ghê thí. Anh Bình gõ bên kia tay quần sụp. Má nó lọc đít luôn rồi anh em ơi, đi rồi. Rồi mắt tóc biên. Ép luôn được anh, ép luôn được SP nó trên rồi, ép luôn đi, ép luôn đi. Lấy chung. Tích giải nhỉ. Win à. Còn mấy chục máu. Khỏi luôn nha, ăn luôn tạo thần được đấy. SP nó tiên thôi. Tiên tưởng kem nó ép thôi. Được không vậy? 5 thằng anh Hoàng cấp tất kìa. Hoàng Mega kìa, Hoàng Mega kìa. Hai Hoàng ơi, bóc về, đẹp. Bác mèo mà coi. Đẹp. Hai. Booster chạy về đây. Đánh luôn nhá. Chạy về đây. Bóc luôn lên, bóc luôn anh bắn ba tô cơm ơi. Bóc về đây cho em có hết. Hai. Mày làm nhanh bóc xa lắm, bóc toàn à. Đây để lính đi anh Cương ơi, để lính đi anh Cương ơi, để em ra đây em. Tỷ số bao nhiêu rồi anh em? Chơi luôn đây. Tạt thần. Ăn đi. Mình xem em phi tôi em đây làm những cái chùa gì đây. Hoàng ơi vào bùa xanh với anh để anh nghi tụi nó luôn trồng bùa xanh lắm Hoàng ơi. Nhanh mày. Ném cái ném cái chưa một là bùa xanh xem nào. Quá không? Mẹ lính nhiều lên nguy hiểm quá. Nó kia luôn. Đánh luôn này anh em ơi, chửi đánh này, chửi đánh này. Batman đang kê trên top anh em à, không dám lên pha. Bê gái, hết máu rồi, yếu rồi. Lùi đi. Mở Nguyễn My, Hilu anh Bình. Chạy. Đéo nó dí mình ghê đấy. Chạy. Anh đang lên. Nghi nó ở đấy rồi, nó đang kê mà nó lừa quả đấy thôi. Nó lách ra, nó tăng mình. Mình chưa đánh được ấy, thằng Batman nó trên rồi. Phúc được không? Chami, Haley. Lẩu cái màn hình cái anh em ơi, lật kèo lên kia này đi. Ok, để em. Đây bắt màn đây ngay mít đây. Đây này. Được rồi, anh cứ lấy sai bắt màn đi. Bắt màn đâu đỏ Bình ơi. Không, nó trên kia, nó đây này. Cảm ơn chị Yến nhờ. Kệ bố nó đi. Cảm ơn. Em mạnh, tầm này nó vào đây động vào em đi, em xin lỗi nó luôn đấy. Này em có đồ rồi động rồi em dưới xin lỗi nó luôn đấy. Lái xe xuống dưới bắt Cuffy đi. Bò. Lái xe xuống bắt Cuffy đi chứ còn gì nữa. Cho lắm vào rồi lao. Phi nó đi lẻ mà. Trời ơi lại có nhanh cho em ơi. Sao? Điều hòa nó lạnh máy nó nóng. Được không? Nó mất bông nhờ. Được. Hoàng bay nó đẹp chưa? Đẹp rồi. Xoay. Bắn đi chị Mai. Không có choáng à. Ôi giời ơi. Chị Mai ơi, giời ơi. Chị sáng vào đấy cho mày ở đấy. Anh đã sai cho mày 75 coi anh kia. Ai. Sau này. Win này đấy. Win luôn đấy. Không được đâu. Chắc được làm kiểu à. Tà thân. Sao win được? Ăn tà thân thôi. Xuân Điê. Thả. Cái quả vừa nãy có bắt được thằng Phi chơi đá không? À? Quả đấy xuống có bắt được anh Phi không đấy à? Được mà đúng không? Bắt được chứ. Cứ thằng nào đi lẻ, cứ lái xe anh bắt thằng đấy thôi em, kêu nó toàn màu giấy mà. Lấy ta thân chức về ơi. Ta thân ơi, kêu chị Mai đi, kêu chị Mai đi. Cần thiết thì nhiệt tế chị Mai úp đẹp kìa. Rồi, về. Yến Như, vá dễ. Game nó lại dễ rồi anh em ơi. Tầm này thì ai cản được con Ngộ Không đại thành mình rồi. Để em có nét cho ạ. Đâu rồi. Em làm việc cho ạ. Ok. Mày ơi, mít. Em hết mana từ từ đó. Về đi anh em, hồi mana cái kiểu đấy. Một người chết, một người chữa nhá. Bình có nhận lòng làm em nuôi không? Em thả nhá. Đi Hoàng, mít đi. Thùng xuyên phá đó. Trời ơi, sao kêu một người chết, một người chửi. Không, cho thả dâu, nó tự đẩy đính lên mà. Rồi kinh công nó đổi rồi. Ừ, thả lên mà. Cứ ép hai đường rồi. Bắt mày luôn. Xuống. Ai xin phóc này. Lê Hiếu. Được. Ghê vậy. Phi cân đôi à? Phi đúng đợt cân ai à? Rồi. Đắp một cục kinh rồi ta.
bọn nó qua đây này, bọn nó qua đây này anh em ơi. Đánh luôn, đánh luôn, đánh luôn em. Em bọc đi đây này, đánh luôn. Em nó nhìn thấy em nó dán vào lên này, lên này, lên này. Hắt luôn nó mất nhảy rồi, mất nhảy rồi. Chà đi, cần nằm đi anh. Đánh đi em ơi, đánh luôn đây, lên ngựa luôn đi anh ơi, lên ngựa luôn đi. Anh húc cái là đánh luôn đấy. Ok ok ok, lính nó vô là được. Win đi em kia đây rồi. Win đi em bắt AD rồi. Lại win à? Xong rồi. Cái nhà đây chị bay. Nhà đây. Win à? Win à? Bắn đi chị bay, bắn đi. Điểm dễ quá nhỉ, qua đây có lính này. Ờ mid win này, mid win rồi. Cho phi nó ra cân 5 cái. Lên này anh Nha Si ơi, đi đâu đây? Kịch bản. Anh Nha Si ơi, đi đâu đây? Thôi đây. Win luôn. Win luôn mà chứ còn đi đâu nữa. Phi nó ra để em chốt phi cái. Đây là booster lên được. Về riêng phi với quyền vương 975 ngay. Win à? Ơ Win à? Nguyễn Phúc không một tác dụng. Chết thật đấy. Không một tác dụng thì chịu rồi. Không một tác dụng nói thế thì chịu rồi. Bao nhiêu pha chốt từ IC Pop không dám biến ảo kêu không tác dụng thì chịu rồi. Ơ lật kèo 32 à? Lật kèo 32 à? 1K6 anh em có đã bao giờ phải thất vọng chưa nhỉ? Lật kèo 32 à?